Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Để mở đầu cái video đang bán ngày hôm nay thì Út sẽ gửi đến cô chú anh chị cái hình ảnh của đây là giống cỏ Mombosa. Đây là cái giống cỏ Mombosa mà hiện đang được trồng trong cái khuôn viên dừa. Đó, có nghĩa là nào trồng ở dưới cái bóng dừa nha cô chú anh chị và các bạn. Nói chung là cỏ này nó sẽ được thích nghi ở những cái môi trường, thứ nhất là khô hạn, thứ nhì là môi trường như là ẩm ướt hay là nước lên xuống, thủy triều lên xuống hoặc là nước đất bị nhiễm mặn vẫn sống được, vẫn được sinh sôi rất là tốt. Đây là khuôn viên ở trong cái vườn dừa, thì nó là một loại cỏ có thể thích nghi được ở trong bóng mát, bóng râm. Thì cô chú anh chị và các bạn ai có nhu cầu muốn mua hạt giống, bên em cung cấp là cái hạt giống cỏ này là cỏ Mombosa, người ta còn gọi là giống cỏ xả lá lớn. Nó rất là mềm nè cô chú anh chị và các bạn biết, thân nó rất là mềm, nó rất nè cô chú anh chị biết không, nó rất là mềm nha. Đó, cô chú anh chị và các bạn có thể chúng ta mua về hạt ươm mầm, rồi chúng ta sẽ tách con, chiếc con ra như thế này nè. Chiếc con ra như thế này nè, chúng ta trồng xuống đất khoảng 10 phân hoặc là 15 phân. Thì nó sẽ phát triển và nó sẽ chịu trong cái môi trường mát như thế này. Đó, chúng ta có thể xen trong vườn dừa thứ nhất, xen trong vườn cây ăn trái thứ nhì, và nó đem lại một cái lượng đạm, cái hàm lượng đạm dinh dưỡng cho cái vật nuôi chúng ta khá là cao. Bên em bán 100g có giá là 90.000 đó, nhưng mà cô chú anh chị và các bạn ở xa thì cho em xin 15.000 tiền ship nha. Em gửi bưu điện á, cái tiền chuyển bưu điện đó cô chú anh chị và các bạn. Cái tiền ship nó 30.000 nhưng mà em chỉ xin 15.000 thôi, là bên em sẽ phụ cô chú anh chị khoảng 15.000 ha. Rồi cô chú anh chị và các bạn ai có nhu cầu muốn mua thì liên hệ với em, 100g có giá là 90.000 nha cô chú anh chị và các bạn. Và bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị và các bạn đến với nội dung của buổi ghi hình ngày hôm nay. Hiện bây giờ em đang có mặt tại an quy của Tân Hưng. Đó, an quy của xã Tân Hưng, để ghi hình đang bán dùm cho anh này mấy con bò mà không biết là bò gì nữa nè. Đây cô chú anh chị các bạn thấy cỏ Mombosa của em bán hạt giống đang trồng xen ở trong mấy cái bụi rậm nè, thấy không? Nó khá là nó tốt, trồng ở trong cái vườn dừa cũng được luôn nè, nó vẫn phát triển bình thường nha. Đó, thì bây giờ em đang đến để ghi hình cho cái anh này mà không biết là ảnh bán bò gì, thì mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đón xem cái buổi ghi hình ngày hôm nay nha. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì em đang có mặt tại an quy của Tân Hưng, hồi nãy em cũng có nói với cô chú anh chị và các bạn rồi đó. Đến để em ghi hình đang bán giùm cho anh này mấy con bò, mà công nhận ảnh hay thiệt. Ảnh bán là ảnh gieo tình sao mà ra mấy con bò con là một màu, một kiểu, một mà một lứa một nữa mới ghê chứ. Đó, ba con này thì hôm nay nó sẽ làm khuấy động cái không gian, khuấy động cái điện thoại của em. Ba con bò này là ba con bò anh gút, ba con bò siêu đỏ cô chú anh chị các bạn ơi. Ba con bò này nó khá là nó đẹp, phải không, phải là nó gọi là nó khá là nó đẹp nữa, mà em nói con bò này nó, ba con bò này là nó quá đẹp cô chú anh chị các bạn. Ai mà không mua là em chở về nhà em liền, chở liền luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Nói chung là em nói vậy nè, em nói là em chở liền. Đôi khi có mấy anh vô, mấy anh nói thằng này nó xạo quá, nó khiêu khích hay gì mà nó là ai không mua nó mua, hay là nó tỏ ra vẻ không có. Cái đó là những cái lời nói mà em nói mấy anh á, mình nói chuyện mình đừng có để lại cái khẩu nghiệp, ai nói gì nói, ai làm gì làm, em không có trả lời, không phản ứng. Nhưng mà vấn đề á, mình nói mình có cái tâm, mình đừng, mình nói xong rồi mình đừng ngồi mình suy nghĩ mình nói vậy bậy không ta, mình đừng nói, mình nói là mình nói những cái lời hay ý đẹp để cho cuộc sống mình nó thêm những cái muôn màu muôn vẻ, để cho cuộc sống mình nó thêm tươi, thêm mới, thêm vui vẻ, vui tươi, để chúng ta có thể cập nhật những cái điều tốt lành đến với mình ha. Và bây giờ cái lời của em nói là ai không mua em mua, đó là những cái lời mà em gặn lại, những cái lời mà em muốn điềm chỉ đến cho cô chú anh chị và các bạn. Đây là những con bò đẹp chúng ta nên mua nha. Và bây giờ cô chú anh chị và các bạn không dài dòng nữa, mình đến với cái nội dung của buổi ghi hình ngày hôm nay thôi. Đây cô chú anh chị và các bạn chúng ta có thể thấy nè, đó, con bò Angus, hai con, ba con luôn nha, ba con bò Angus nè, thấy không?
Nó một màu luôn cô chú anh chị và các bạn, nó một cỡ luôn cô chú anh chị và các bạn. Nó đẹp phải gọi là luôn á. Ba con này một cỡ nha, ba con này dao động khoảng 1m1 bò. Mà nó lực nó đẹp dữ lắm cô chú anh chị và các bạn. Ba con này mà em làm cái chuồng bò của em xong là em ginh về chuồng của em liền. Em nuôi liền. Ba con bò này nó quá ư là nó đẹp chân móng ha. Từ chân móng cho tới dậu rút luôn ha. Nè. Tướng ta nè, sái bướm đồ nghiêm chỉnh hết. Ba con mẹ của nó là ba con bò nền, ba con bò xin ha, nên phối nó ra là cái dòng F1. Mà đặc biệt anh một điều là anh gieo tin là gieo tin Angus nó ra y xì không khác cái gì luôn. Đây các chú anh chị các bạn có thể thấy trực tiếp qua cái video này. Nép đít quá. Con mày không chịu nép đít qua ta. Đứng ba con một một hàng coi. Đó. Nó đẹp quá cô chú anh chị và các bạn ơi. Ba con. Một cỡ một. Sái bướm đều hoàn toàn nghiêm chỉnh hết nha. Ba con bò Angus coi nè. Còn gì nữa ta ơi, còn gì nữa mà không nhập về chuồng ta ơi. Đó. Ba con bò này báo giá cực kỳ yêu thương cho cô chú anh chị và các bạn. Một con có giá là 23 triệu nha. Một con có giá là 23 triệu. Thì cô chú anh chị các bạn nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay cho em để chúng ta có thể sở hữu ba con bò này. Coi mặt mày của nó nè. Trời ơi nó đẹp. Nó đẹp lạ lùng luôn cô chú anh chị các bạn. Sái nè. Lưng là lưng đôi nha. Lưng đôi coi tướng tá nè. Rúng đầy đủ luôn. Rúng đầy đủ chân móng sò luôn. Ba con đều làm móng sò hết nha quý cô chú anh chị và các bạn. Cái vú. Trời ơi cái này vú hết biết. Rúng luôn. Rồi sái nè. Mặt mày khỏi chê luôn. Thả đòn. Qua bự nữa chứ, cái đuôi bự nữa chứ. Ba con bò này mỗi một con có giá là 23 triệu. Cô chú anh chị các bạn ai có nhu cầu muốn mua thì nhanh tay gọi cho em để chúng ta sở hữu ba con bò này nha. Đây là những cái chi tiết, những cái hình ảnh cận cảnh để chúng ta có thể lựa chọn con giống với mức giá thành hợp lý. Đó, chân móng nè, móng sò hết nha. Khá là nó ok. Đây. Rúng là đầy đủ hết nha. Chân móng vú cực kỳ là đẹp. Đó. Lưng là lưng đôi luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Ba con bò này em nói thiệt với cô chú anh chị và các bạn luôn. Mua ngay đi, mua liền đi chứ để người ta mua. Đó là những cái lời mà em muốn nhắn nhủ đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem cái video của em. Một lứa bò này mà nhập vô chuồng thôi là nó đẹp. Một cỡ một luôn, một màu một. Kiếm ở đâu ra mà có như thế này. Ba con một cỡ một lứa mà một màu luôn. Đó, ba con này dao động chiều cao khoảng 1m1 hết nha cô chú anh chị và các bạn, một cỡ một. Đó là những hình ảnh mà em muốn gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Cái giá của những con bò này thì cực kỳ yêu thương. 23 triệu cô chú anh chị và các bạn. 23 triệu thì còn chần chờ gì nữa mà không nhấc máy lên và gọi ngay cho em để chúng ta có thể sở hữu những con bò này. Đó. Ba con Angus đứng một kiểu một. Hồi nãy đến giờ thì em cũng đi ngoài nắng, ở ngoài đường. Nói chung là đi đường xa xôi nắng gió thì nó cũng hơi mệt, nó hơi đuối. Thì cô chú anh chị và các bạn nào xem cảm thấy thương tình rồi nó ngóng nó đi làm vậy. Chương trình này thì nó mệt mỏi gì đó. Hay là thương tình ủng hộ em thì chỉ việc mà ấn vào cái mục đăng ký kênh thôi. Cái đó là cái niềm động viên to lớn đối với em. Ủng hộ em có thêm động lực để đi làm nhiều cái chương trình như này. Đi quay phim để cập nhật nhiều cái giá bò, nhiều cái hình ảnh để gửi đến cô chú anh chị những cái phút giây thư giãn
nó cập nhật những giá bò để chúng ta có thể lựa chọn con giống. Còn bất cứ mà cô chú anh chị và các bạn xem của em không bao giờ em lấy phí của ai 1.000 nào hết. Chỉ là xin cô chú anh chị và các bạn chúng ta đăng ký kênh để ủng hộ em thôi. Để ủng hộ em đạt được 100.000 người đăng ký. Đó. Cái niềm mơ ước của em là được làm YouTube và được một cái tấm giấy khen từ cái công ty Google là đạt được 100.000 người đăng ký thì sẽ được cái giấy khen đó. Đó, thì em chỉ muốn là cô chú anh chị và các bạn chúng ta ủng hộ em bằng cái cách là đăng ký vào cái mục đăng ký phía dưới để em nhanh hơn nữa bước trên cái con đường đó. Cô đã có rất là nhiều cô chú anh chị đã ủng hộ em rồi, còn đã có rất là nhiều người đã thương tình đăng ký ủng hộ em rồi, và em rất là cảm ơn những người đã ủng hộ em. 100.000 người đăng ký em cũng sẽ sắp sửa đạt được trong cái thời gian tới mà chưa biết là khi nào, và mong là mọi người hãy ủng hộ em. Và bây giờ em sẽ lấy thước ra để em đo hạo thử cái chiều cao của những con bò này gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Ủa anh kêu em quay phim, anh có đăng ký kênh em chưa? Nhớ đăng ký ủng hộ nghe, đăng ký kênh, lấy điện thoại ra đăng ký xôm xôm lẹ lẹ lên nặng em lẹ đạt được 100 người đăng ký, 100.000 người đăng ký lên là có like like hết á. 100.000 người đăng ký, bạn có cái giấy khen về cho gia đình mừng gỡ đi. Bữa nào có lên là có lan lan. Đây cô chú anh chị và các bạn. Cái anh chủ nhà này nè, cô chú anh chị và các bạn. Ảnh coi của em, ảnh coi suốt luôn. Là cái video nào lên là ảnh cũng coi á cô chú anh chị và các bạn. Bò này thì em nói là dao động là khoảng mét mốt hết trơn rồi, chắc cú 100% luôn. Thì cô chú anh chị và các bạn nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay cho em để sở hữu ba con bò này nha. Giá mỗi con là 23 triệu. Thì con chần chờ gì nữa mà không nhấc máy lên và gọi ngay cho em số điện thoại em để trên hình. Để chúng ta có thể sở hữu những con bò này. Những bò này là những con bò đẹp. Giá thành thì nói chung là nó khá là ok. Đó. Thì cái giá thị trường của chú anh chị cũng biết rồi. Em quay một ngày là em quay đâu phải là dưới 10 con bò. Một ngày em quay em đăng 3-4 cái video là bèo lắm phải mười mấy con bò. Thì cô chú anh chị và các bạn ai có nhu cầu muốn mua thì hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay cho em. Mấy con bò này đẹp, giá thì yêu thương đó cô chú anh chị và các bạn. Rồi em xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.